quý vị, xứ Nghệ luôn được mọi người biết đến là mảnh đất nghĩa tình đằm thắm. Đó chính là lý do để nhiều tác phẩm nghệ thuật viết về xứ Nghệ. Nhiều ca khúc viết được lấy chất liệu từ dân ca xứ Nghệ có giai điệu sâu lắng, thắm đượm. Một trong những tác phẩm được nhiều người yêu thích đó là bài hát Điệu Ví Dặm Là Em của nhạc sĩ Quốc Nam, lời thơ Lê Văn. Trong chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị ca khúc này. Điệu ví dặm đánh thức trong tâm hồn người đi, người ở bao cảm xúc. Nó khơi dậy cả một miền ký ức của tuổi thơ, là sự lắng sâu trong tâm hồn giữa cuộc sống bộn bề, là niềm thương nhớ miền quê nghèo khó. Từ một khúc hát dân ca gợi lên cho tác giả biết bao tâm tình, để sau đó là lời mời mọc đầy da diết, mời anh về xứ Nghệ. Về với xứ Nghệ để được ngắm bức tranh sơn thủy hữu tình, để được nghe những câu hò điệu ví. Như vậy có nghĩa là một khúc hát dân ca đủ mời gọi anh, mời gọi tâm tưởng và toàn bộ ký ức của anh trở về với dòng sông quê hương, trở về với dòng văn hóa xứ Nghệ. Hình ảnh người con gái lúc này đã là sự dẫn dụ, dẫn anh từ giữa sự ồn ào, bận rộn của cuộc sống để trở về trao nghiêng giữa dòng sông ký ức, tắm mình trong làn điệu dân ca. Và hình ảnh em cũng từ đó là chiếc cầu nối, là cái cớ để anh viết tiếp những lời dân ca. Để cuối cùng có một sự hòa nhập khó tách rời, điệu ví dặm là em. Như vậy là bao yêu thương, bao lưu luyến với quê hương, với em đã là một. Và có thể nói em ở đây không phải như nhiều người nhận định là người con gái quê nhà,
từng để thương, để nhớ cho tác giả, mà là người con gái dù mới chỉ gặp lần đầu, nhưng chính cái trọ trẻ, tinh nghịch, cái đằm thắm và hơn cả là điệu dân ca đã đưa giúp hình ảnh em dệt nên sợi tơ lòng neo đậu trong sâu thẳm của anh. Cái điều vi dặm là em thì tôi muốn nói một cái cô gái của nghệ tĩnh cũng như làn điệu dân ca dần thương của nghệ tĩnh, cứ hết giận rồi lại thương, hết thương rồi lại giận, khi giận hờn, khi lắng động thì cũng như cái giai điệu dân ca, cái khoan nhặt, khi nhịp điệu thăng trầm, để ví để lấy cái tên của tác phẩm, một cô gái hát về giận thương, chính là cô gái đó, là điều vi dặm là em. Tác giả có một cái sử dụng một cái âm hình của một cái hình âm nhạc, tức là trong bốn nốt mi la do re, thế nhưng mà không quay quẩn trong cái trục đó, mà bản thân tác giả đã vượt ra khỏi cái trục đó. Chính vì thế mà cái bài hát nó vừa mới, nó vừa dịu, nhưng đồng thời nó nghe nó rất lạ nhưng mà lại rất quen. Thì đấy là cái đặc điểm của bài hát này. Thì toàn bộ âm hình của bài hát thì cứ quấn quýt với nhau ở trong cái âm hưởng của dân ca ví dặm nghệ tĩnh. Đây là một cái tôi cho đây là một cái thủ pháp mà tôi cho là rất nhiều người người ta ưa hát, người ta thích hát là bởi vì như thế, vừa gần gũi, vừa dễ hát, vừa dễ hiểu, nhưng đồng thời nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng ồn ào, nhưng mà nó cũng có một cái gì nó tôi cho là nó rất là cứng rắn ở trong đó, là vì có một vài chỗ nốt đó mà tác giả đã chuyển thành ra một cái âm hình nó mới hơn, cho nên đây là một cái cách viết rất chuyên nghiệp. Bài hát Điệu ví dặm là em được viết ở giọng La Thứ, giai điệu trong sáng mềm mại bởi có nhiều nốt luyến và nốt hoa mỹ. Các câu nhạc được phân tiết rõ ràng, nhịp 2/4 chậm vừa, tiết tấu giản trải. Đặc biệt, nhạc sĩ đã sử dụng nhiều luyến quãng 4 đặc trưng của chất liệu dân ca nghệ tĩnh. Cấu trúc bài hát tuy không cân phương nhưng kết cấu mạch lạc, giai điệu mượt mà, phóng khoáng. Có thể nói rằng âm nhạc của Quốc Nam, nguyên là trưởng đoàn ca kịch Hà Tĩnh, đã chắp cánh cho lời thơ Lê Văn bay bổng đến tầm cao của nghệ thuật. Nhà thơ Lê Quang Thắng, bút danh là Lê Văn, hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Lê Văn sinh ra ở một vùng quê Quảng Trị, nhưng xứ Nghệ là quê hương thứ hai đã nuôi dưỡng tuổi thơ và tâm hồn tác giả. Có lẽ chính vì thế mà hai nguồn cảm xúc, nhạc và thơ đã tìm thấy nhau để cái tình quê nổi bật đậm nét. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc này. Xứ Nghệ.
mắt ru như một thời thua bé, đưa ta về bên bãi tuổi thơ xưa, điều ví quê hương giữa bốn bề bận rộn đất. Điều vì sao